người giàu có phát tâm, nên ông thường đến gieo duyên cùng những vị nhà giàu này. Và nhờ công đức mà những vị nhà giàu này bố thí, do đó công đức này nó làm tăng trưởng những hạnh bố thí, từ bi, do đó mà lần lần đầy đủ công đức thì sẽ được sự giác ngộ. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy rằng trên cõi đời này mình cần phải có cái phước đức. Phước đức là cái pháp mà hữu di, để nó giúp cho mình trên con đường trở lại thế gian này, mình không có bị những cái sự đau khổ, mình được đầy đủ cái thức ăn và những cái áo mặc. Còn ngược lại, quý vị cần phải tu giải thoát, quý vị cần phải tham thiền. Bởi vì tham thiền thì nó mới sinh ra được công đức. Mà A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng chữ phước đức và công đức, hai danh từ này nó khác nhau rõ rệt. Phước đức là pháp hữu di, nó giúp cho quý vị trên đường tái sanh, để quý vị có đầy đủ cái những cái nhân tố mà quý vị có thể giàu sang và hưởng những hạnh phúc của cõi nhân, của cõi nhân và thiên. Nhưng mà ngược lại, công đức tham thiền là cái công đức về cái phước báo vô di. Nhờ công đức này, cái bản tâm quý vị lần lần nó mới tiêu diệt được những vọng tưởng, lần lần nó mới xa lìa được những ngũ dục thế gian, và sau cùng nó chứng nhập được vào trong bản tâm thanh tịnh, xa rời những cái sự khổ của nhân sinh, để đạt được cái cứu cánh là niết bàn thanh tịnh. Bởi vì ngài A Nan đang miên man về sự mâu thuẫn của hai vị huynh đệ Tu Bồ Đề và ngài Ca Diếp. Vì thế mà ông A Nan đã đứng trước nhà một vị dâm nữ tên là Ma Đăng Già. Và ông A Nan đã bị vị nữ nhân này dùng chú thuật phạm thiên làm cho ông A Nan u mê, bắt vào phòng ve vuốt má tựa vai kề. Suýt chút nữa là ông A Nan phạm giới thể sắc giới. A Di Đà Phật, cái người tu đó, cái giới mà về sắc giới là giới rất quan trọng. Người mà tu đạo ở trong cái hàng tăng sĩ đó, mà khi mà phạm sắc giới rồi đó, thì cái thân tâm nó nhiễm ô. Thân tâm nó nhiễm ô, do đó thường thường mang những cái mặc cảm là mình có tội. Vì vậy mà khi tu thiền khó mà nhập định, khó mà nhập vào ở trong cái bản giác thanh tịnh. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng những người mà đã phạm sắc giới rồi đó, thì giống như một cái cây nó tốt đẹp nhưng mà nó đã đứt rễ rồi, có nghĩa là nó không sống được. Vì vậy khi mà trên đường tu, đây là thầy nói chung cho tất cả tứ chúng, trong đó có tỳ kheo ni, U Bà Tát và U Bà Di. Quý vị đã chọn con đường tu thì cái giới luật của Đức Phật quý vị nên giữ cho trọn lành. Bởi vì khi mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn, ngài đã nói với ngài A Nan, nói với ông A Na Luật và tất cả các thánh tăng thời bấy giờ, khi ta nhập vào trong đại bát Niết Bàn thì giới luật chính là thầy của các ông. Do đó mình mất giới, tất nhiên là mình mất vị ông thầy sáng. Mà mất vị một ông thầy sáng thì tất nhiên là mình phải bị đọa lạc, cái điều đó là đương nhiên rồi. Bởi vậy mà Đức Phật nói rằng một người nào mà phạm, nhất là những người mà tu chân thật trong cái sự giải thoát, những vị tăng sĩ mà cái giới sắc mà đã phạm rồi thì giống như một cái cây sa la mà nó mất cái rễ, nó mất đi cái rễ. Mà quý vị biết cái cây mà nó mất rễ thì làm sao nó sống? Nó từ từ nó tàn tạ và sau cùng là nó chết đi. Cái lý do mà Dương Tử A Nan bị cái điều này cũng rất là dễ hiểu. Bởi vì A Nan nguyên là Dương Tử, con của Thân Dương Bạch Phạn. Ngài là em chú bác ruột với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Dương Tử A Nan, ngài rất là đẹp trai. Và khi mà ngài còn ở trong cái cung vua đó, thì ngài đã làm sai đắm không biết bao nhiêu là cái tim thương của các nàng công nương, dương nữ, mỹ nhân thời bấy giờ. Đến mà Đức Văn Thù Sư Lợi, khi mà ngài ngó đến cái dung nhan của A Nan, ngài còn làm một bài thơ như sau để ngài tặng cho A Nan, để thầy đọc cho quý vị nghe. Dung mạo sáng đẹp như trăng rằm, đôi mắt cười hiền như cánh sen nở, Phật pháp bao la như biển cả, đều chảy hết về tâm A Nan. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy hai câu thơ trên là tả về cái dung nhan của ông A Nan rất là xinh đẹp, thanh tú, như là Phan Anh Tống Ngọc thời Trung Quốc, ở Trung Quốc. Và
cái tâm lượng mà nhớ dai của ngài á, thì nó rộng cả, nó rộng rãi như biển cả. Do đó Phật pháp thì nó cũng bao la như biển cả, nhưng mà tất cả nó đều rót vào trong tâm thể của ngài A Nan hết. Đây là một cái bài thơ mà của ngài Văn Thù Sư Lợi khen Dương Tử A Nan, tức là tỳ kheo A Nan vậy. Ngài Dương Tử A Nan khi mà tuổi ngài vừa trên 20 thì bấy giờ là lúc mà Đức Phật lần đầu tiên về thăm lại quê hương của mình là Ca Tỳ La Vệ. Bởi vì nhận thấy anh con ông bác, tức là Đức Phật, phạm hạnh quá trang nghiêm, và từ thân của ngài có một cái hào quang gần một thước nó tỏa ra. Do đó vì cảm mến cái phạm hạnh của Đức Phật mà ngài A Nan xuất gia. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng ông A Nan xuất gia với cái tâm niệm không đúng. Cái người xuất gia là phải với tâm niệm giải thoát và độ chúng sinh. Còn ông A Nan ở đây ổng muốn giải thoát, ổng muốn làm tăng sĩ, tại vì ổng muốn được thân tướng đẹp như Đức Phật. Do đó ở đây ông A Nan ổng phát cái tâm xuất gia, mà tâm xuất gia nó không đúng vào cương vị của một vị mà tu giải thoát. Ông A Nan là trong số bảy dương tử đi xuất gia lúc mà Phật về thăm lại quê hương lần đầu tiên. Bởi vì ông A Nan có cái vẻ thanh tú và đẹp trai, do đó mà nhiều xuân nữ cô nương thầm mơ ước là được nâng khăn và sửa áo cho ngài. Trong cái ngày mà Đức Phật và các chư thánh chúng dự tiệc chay tại hoàng cung, thì bấy giờ A Nan ngài đang đi trì bình khất thực trong thành Xá Vệ. Bấy giờ thì Ấn Độ vào mùa hạ, buổi trưa rất là nóng bực, do đó ông A Nan ông cảm thấy vô cùng khát nước. Khi mà ông đi qua một cái giếng nước thì nơi đây có một cô gái đang dùng cái dây thừng để mà kéo nước từ ở dưới giếng lên. Ông vừa thấy cô gái, ông vội đứng lại và ông xin như thế sau: thưa thí chủ, xin thí chủ từ bi vui lòng cho tôi một gáo nước. Thì cô gái mới quay lại nhìn ông A Nan, và cô gái này nhìn A Nan với cái sững sờ, và trong cái tâm kêu là rất là ưa thích. Bởi vì cô gái này nhận ra cái vị tỳ kheo A Nan là một cái vị dương tử đẹp trai nhất thời bấy giờ. Do đó cô gái mắc cỡ cúi mặt xấu hổ và thưa với ngài A Nan như sau: kính bạch đại đức, không phải con tiếc một gáo nước với ngài, nhưng con là thuộc cái dòng hạ tiện thủ Đà La, nên không có tư cách để cúng dường bát nước đến ngài. Như quý vị biết rằng Ấn Độ chia ra nhiều giai cấp, và Ấn Độ chia ra giai cấp đầu tiên là Bà La Môn rồi tới Sát Đế Lị. Mà Sát Đế Lị đó là quý vị biết là thuộc dòng vua chúa Dương Tôn Công Tử, mà A Nan là thuộc dòng Sát Đế Lợi. Mà Sát Đế Lợi thì không có được quyền lấy vợ cái dòng Thủ Đà La, là cái dòng hạ tiện nhất ở bên Ấn Độ thời bấy giờ. Và những người mà Thủ Đà La khi mà đang làm một cái việc gì mà thấy những cái gì mà thuộc về dòng Sát Đế Lợi đi ngang qua, bắt buộc phải quỳ xuống và cúi mặt, không dám ngẩng lên. Cái tập tục bên đó thời bấy giờ nó rất là kỳ thị giữa cái con người và con người. Bây giờ thì ngài A Nan nhìn cô gái với lòng rất là thương xót. Ngài hiền hòa trả lời: này thí chủ, tôi không phải là dương tử, tôi chỉ là một kẻ tu hành. Trong tâm tôi không bao giờ có niệm phân biệt sang hèn cao thấp. Xin thí chủ vui lòng cúng thí cho tôi một bát nước. A Di Đà Phật. Quý vị thấy A Nan dáng dốc thanh tú mà lời nói mềm mỏng như vậy, thì quý vị thấy cái người nào mà không có ưa thích được. Vì những cái lời nói chân tình và phúc hậu của A Nan mà làm cho cô gái này có lòng tự tin, nên nàng liền dâng lên một bát nước để cúng dường đến đại đức A Nan. A Nan uống xong thì ban lời chúc lành và lặng lẽ bước đi. Cô gái nhìn theo dáng anh tuấn và vẻ khôi ngô của vị dương tử tỳ kheo, lòng cô thiếu nữ dâng lên một ngọn sóng tình cao vút. A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng cái dòng Thủ Đà La đó, nhất là những cô gái ở Ấn Độ thời bấy giờ, họ tội nghiệp lắm. Bởi vì nó có cái quan hệ, có cái quan niệm mà phân biệt như vậy đó, thì dòng Thủ Đà La chỉ được lấy
con gái lấy chồng thủ Đà La thôi. Ngày hôm nay cô gái là thủ Đà La mà lại được một cái vị mà Dương Tôn công tử xuất gia tu học là A Nan thuộc dòng Xá Đế Lợi mà bưng một bát nước của một cô gái thủ Đà La mà uống như vậy, thì quý vị biết rằng cái sự mà vui sướng nó dâng trong lòng cô gái này rất là cao, một sự hãnh diện nó dâng rất là cao, nó đã phá đi những cái sự phân biệt giữa cái giai cấp. Cô gái này nhìn dáng quý phái kia, giọng nói êm đềm và êm ái như là dòng suối reo, ánh mắt to và hồn nhiên trong sáng của A Nan làm cho tim của cô gái này xao xuyến. Cô gái này thầm gọi tên A Nan và mơ ước phải chi được làm vợ của A Nan thì hạnh phúc biết bao. Thì quý vị biết rằng thời bấy giờ mà gặp Dương Tử, mà nhất là Dương Tử đã xuất gia tu, ngoài ngoài cái danh Dương Tử ở trong là một tỳ kheo phạm hạnh, thì đây là một cái niềm mơ ước tất cả những người nào mà họ ở vào cái địa vị thấp, rất là đáng thương. Vì vậy mà cô gái này về nhà với một cái tâm trí ngẩn ngơ. Nàng bỏ ăn, bỏ ngủ và sau cùng là mang cái chứng bệnh tương tư. Vì đạo Phật, quý vị nào mà có đi sâu vào trong tình cảm mà mang đến chứng bệnh tương tư, quý vị thấy như thế nào? Rất là sự đau khổ. Người ta gọi là thất tình. Khi mà mang cái bệnh thất tình rồi đó thì biến ăn biến ngủ. Nhiều người thầy đọc báo, nhiều khi thầy thấy có những người họ vì cái vấn đề tình cảm mà họ quỷ hoại thân mình. Họ nhảy xuống những cái dòng sông, họ tự giận đi. Như vậy thì một cái tình cảm của chúng sinh khi mà đã gieo vào trong tâm rồi thì nó rất là cao vút. Và cái sự cao vút này nó sẽ biến thành cái chứng bệnh tương tư. Do đó người mẹ nhìn một người con biến ăn, mất ngủ, da xanh xao vàng giọt thì cố hỏi để tìm ra cái cớ sự. Và khi biết con mình đã thầm yêu A Nan thì bà thật sự thất sắc kinh hồn. Bởi vì tỳ kheo A Nan dù sao cũng là một vị Dương Tử dòng vua chúa Xác Đế Lợi. Và không bao giờ một cái dòng Xác Đế Lợi lại cưới một nàng dâu thuộc dòng Hạ Tiện Thủ Đà La. Nhưng mà tình thương của người mẹ hiền, bà không thể đưa mắt nhìn đứa con đi lần vào ở quỷ môn quan. Có nghĩa là tình thương của người mẹ nó bao la và lai láng vô cùng. Mặc dầu biết rằng mình thuộc dòng Hạ Tiện, nhưng mà nhìn đứa con của mình nó vàng giọt, nó xanh xao, nó thôi thóp trong cái chứng bệnh tâm bệnh tương tư này, bà không nỡ nhìn đứa con mình nó lần lần nó yếu đuối và lần lần nó đi vào trong cái quỷ môn quan, có nghĩa nó chết. Do đó bà đem tất cả những tài sản mà bà có để mua chú thuật Phạm Thiên và giao lại cho con gái. Thời xưa có 96 cái đạo ở bên Ấn Độ, và trong những cái đạo đó có những cái đạo nó thuộc về tà thuật chuyên môn luyện chú Phạm Thiên. Chẳng hạn như ngày hôm nay quý vị vẫn còn biết rằng ở những cái xứ như Thái Lan, như Campuchia, nó vẫn còn có những cái vị thầy Pháp mà họ có thể họ bán những cái bùa yêu, họ bán những cái bùa mà nói chuyện cho người nghe, họ bán những cái bùa mà để mà kêu gọi những người đi xa trở về, chẳng hạn như vậy đó. Thì ở bên Ấn Độ cũng vậy, họ có những cái vị thầy Pháp rất là hay. Họ có những cái thần chú mà họ kêu gọi rồi đó, làm cho cái, họ đọc lên rồi đó, làm cho tâm người si mê. Thì đây quý vị sẽ thấy rằng ông A Nan si mê. Khi bấy giờ thì bà mua được cái chú Phạm Thiên này, giao lại cho con gái và dặn rằng: "Này con, khi nào con thấy Đại Đức A Nan trì bình khất thực đến đây, thì con nên dùng thần chú này để thu nhiếp thân tâm A Nan, rồi con dẫn vào phòng để cho con trọn được niềm mơ ước." A Di Đà Phật. Đây là một cái tội mà nếu mà xét ra đó là tội dụ dỗ Xác Đế Lợi, cũng như là tội mà quyến rũ một cái vị tỳ kheo. Cái tội này thời bấy giờ ở xứ Ấn Độ rất là nặng. Nhưng mà vì cái vấn đề thương con, thành ra bà chấp nhận tất cả những gì có thể xảy ra, bà cũng chịu hết. Do lẽ đó nên khi ông A Nan đến khất thực tại nhà của cô gái, thì cô gái này đã dùng chú thực bắt ông A Nan vào phòng, tựa má kề vai, làm cho ông A Nan gần như phạm giới thể. Bởi vì quý vị biết rằng bây giờ A Nan thì chưa đắc được cái quả A La Hán.
khi mà đắc được cái quả A-la-hán đó, thì cái sắc dục, những cái niệm sắc ở trong